Một thế trận đối công hấp dẫn của cầu thủ hai bên. Quang Hải, Văn Quyết. Oseni. Dứt điểm. Wow! Tuyệt vời. Đó là bàn thắng mở tỷ số rất xứng đáng cho nhà đương kim vô địch của V-League. Xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng với bàn thắng mở tỷ số của câu lạc bộ Hà Nội. Một pha việc hoàn hảo sau một thế trận mà phải nói là vượt trội của đội bóng chúng ta. Văn Quyết, đội trưởng, là người ghi bàn mở tỷ số. Đúng là một bàn thắng mang tới rất nhiều cảm xúc cho các cổ động viên Việt Nam. Và điều gì phải đến đã đến sau hàng loạt những pha phối hợp đẹp, hàng loạt những cú sút ấn tượng, và cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi. Chúng ta cùng xem lại tác phẩm này của câu lạc bộ Hà Nội. Rất bình tĩnh, tự tin và duy trì được cái đầu lạnh. Đường truyền của Oseni và cú đá này làm chúng ta gợi nhớ đến Graziano Pele trong những bàn thắng vào lưới của Bỉ và Tây Ban Nha, nhưng bây giờ nó đang thuộc về Văn Quyết với một cú ngả người vô lê ấn tượng. Đúng là như vậy, những cầu thủ đẳng cấp thế giới bên phía Sơn Đông Lỗ Năng đã chưa thể tỏa sáng, trong khi đó thì những cầu thủ của chúng ta đã tạo nên rất nhiều những điều tuyệt vời trên sân Tế Nam cho